Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Quyền Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dư Tùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi. Em quê ở Bình Thuận. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ. Ủa sao gu con là sao? Trong cái form đăng ký là con có điện là con thích lớn con 1 hoặc 2 tuổi. Vậy đúng gu đúng không? Dạ. Vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được rồi đó. Tụi chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm, ngoài điểm của Minh là gì? Em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập em thích lắm. Thích mập lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Không, nói chung là mập mập tròn tròn tí anh. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống giống vậy, anh tưởng đâu giống đó. Bên đây kia, chiều cao cân nặng nhiêu thử coi có giống không? Dạ, con cao 1m77, nặng 79kg. Cao 77? 77. Dạ. Nặng 79. Dữ vậy ta. Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50, nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia ưu điểm nhược điểm của em là gì? Ưu điểm con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Yeah. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Yeah. Một bỏ ngày hút mấy gói không anh? Ngày hút bẻm điếu à. 7-8 điếu nó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thuốc. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Yeah. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. Dạ em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm. Ủa lần sau? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á, thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể lập. Đợt này là trúng người trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Rồi đó coi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên dạ. Đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Rồi đó coi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. Một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. Có người khác chứ ta làm thêm buổi tối thôi tốt chứ có gì đâu. Không có đúng. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn nó quê ở ngoài Quảng Bình á. Sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. Rồi giờ sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Có người thân ở bển bảo lãnh, bển làm gì đó. Rồi có người khác luôn. Dạ. Trời, sao thê thảm quá vậy ta? Quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Cái này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Dạ, cho nên chuyến này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7 nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. Cũng đừng có tính toán kỳ bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng lắm. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm.
Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được. Còn bạn là 79 là nó vượt 2kg rồi, giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có, 77 với 79 là nó dao động trong cái khoảng đó không đó. Ừ, nó thích mập. Nhưng mà số đẹp kìa. Trời ơi, còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Diễn dinh một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bằng trai mấy muối? Một muối à, một muối à. Một muối à. Ngay luôn. Này ngay một muối luôn, đúng rồi, một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tức lúc ngủ rồi lăng, lúc nói thì nhăng. Bạn trai giờ cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không. Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta là muốn rồi không có cản được. Thành ra quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, 1m50 đó. 1m50 được. Được không? Nặng 50. 50kg luôn á. Dạ số, không sao. Số đẹp đâu. Vì là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào anh. Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước luôn. Bình thường lắm anh. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh gì không? Dạ có, mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó. Dạ. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hỗn hào này kia. Trời ơi, con gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hỗn hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con lắm, dễ hả? Lắm. Đơn giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Dạ chưa. Có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. À. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nốt hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức rồi chứ. Vật chất nhiều quá thì cũng nhưng nhờ mà giờ ba mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa. Hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa. Hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống. Tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Dạ, tùy bạn gái quyết định. Dạ. Tại vì con cũng có một người em gái nữa. Con suy nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt thì anh em rể con sẽ nuôi cha mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai không nha. Đẹp trai lắm á. Hốt này, liền đi. Trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ. Con đi với dì con. Dì thấy cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho cô gái, và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Theo em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi cảm ơn dì. Em gái đi với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai. Con của chú. Thì tính của nó thì nãy đã nói rồi. Tính tình cũng vui vẻ, hoạt bát. Nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau. Thì nếu hai cháu thấy được, hợp tình, hợp ý, thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp theo. Rồi, bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn. Em cũng có quà cho anh.
Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. Anh Thế Lộc, cảm ơn em. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Tùy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ, em hiền nhất công ty á. Dạ. Vậy là cô biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng dưới quê lúc nào cho mẹ. Dạ, nên có được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có khó chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ anh dẫn em đi không? Dạ đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi, anh chịu không? Mạnh dạn lên em trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh, thì em muốn có một người bên cạnh. Buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được? Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Một kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Không à. Dùng từ chửi em... nha. Làm gì tới chửi như vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. Còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào? Anh cảm thấy em rất là hiền đó, có nét hiền. Dạ em hiền lắm. Cũng gu không? Mắt đẹp. Thôi dạ cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ cũng thích. Thích. Dạ. Bây giờ em tiến lên em. Em có thích được không? Em có thích được không? Hả? Dạ. Nhìn anh em có thích được không? Bây giờ em tiến lên em tới em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Khi hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, đứng lên nắm tay cổ đi là... Mạnh dạn lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua con viết. Mới làm hả? Xúc dạ. Cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hài. Có lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Có tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu như vậy hả? Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng. Dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về cô ấy, mình muốn cái gì, một câu nữa thôi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Anh với em gặp cũng là một cái duyên, thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc. Sao em biết sao tăng nhiều cảm xúc? Con phải biết gì không, con? Nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á, con thích những người vậy. Chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con vậy chứ cũng hiền. Chân thành. Này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và em được hẹn em hò. Em tên gì? Minh. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hôn
em Minh à. Thà hôn trước mặt còn hơn hôn lén lút. Bác đồng ý rồi đó.